Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật các địa phương, trong vụ lúa đông xuân 2023 đến 2024, tổng diện tích nhiễm rầy phấn trắng tại Đồng Tháp là hơn 2.800 hecta trên lúa giai đoạn đẻ nhánh và trụ chính. Trong đó, hơn 1.500 hecta bị nhiễm nhẹ với mật độ 1.500 đến 3.000 con trên 1 mét vuông, gần 900 hecta nhiễm trung bình với mật độ 3.000 đến 6.000 con trên 1 mét vuông và hơn 400 hecta nhiễm nặng với mật độ trên 6.000 con trên 1 mét vuông. Tại Kiên Giang, cũng có khoảng 17.000 hecta lúa đông xuân bị rầy phấn trắng tấn công, chủ yếu là khi lúa vào thời kỳ làm đồng trổ bông. Trong khi đó, An Giang cũng có khoảng 3.000 hecta lúa bị nhiễm rầy phấn trắng, dù mức độ nhiễm đã giảm thấp nhưng vẫn gây hiện tượng triệu chứng vàng lá. Với hàng ngàn hecta lúa đông xuân đang bị rầy phấn trắng hoành hành, nhiều nông dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện đang đứng ngồi không yên do lo ngại năng suất lúa có nguy cơ bị sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu gạo thời gian tới. Theo các cơ quan chức năng, khi phát hiện bệnh, người dân cần phòng trừ bằng thuốc hóa học. Do cấu trúc rầy phấn là lipid cánh không thấm nước, cần phun xịt thuốc hóa học kết hợp với chế phẩm thấm thuốc. Trong giai đoạn nắng nóng, rầy chuyển xuống gốc lúa, nông dân nên phun thuốc bằng máy xịt tay, hạn chế dùng rôn, tăng cường lượng nước khi phun thuốc trừ rầy, 400 lít trên 1 hecta. Hạ vòi phun xuống dưới tán lá lúa để đảm bảo thuốc tiếp xúc được với rầy phấn trắng và bám dính vào mặt dưới của lá nhằm tăng hiệu quả của thuốc đối với ấu trùng.